Rồi, Di Cô Gái chào lại toàn thể quý anh em đam mê. Hôm nay quay trở lại kênh YouTube Di Cô Gái nha. Hôm nay review một cặp chim non cho anh em xem. Thì trước mình quay review cho anh em xem tham khảo, rồi sau đó mình cũng chia sẻ mấy cái bí mật mà anh em chơi chim á, mới vào chơi chim á, Mã Lai á, thì biết đường mà mua cho kẻo bị lầm nha. Thì con một cặp này của mình á, thì là con của con mồi thổ đồng nha anh em. Thổ đồng siêu gù cộng với con mái dòng mồi nha. Mái dòng mồi. Mẹ nó là thổ khoa, còn cha nó là thổ đồng nha anh em. Một cặp này nó tầm 10 ngày hơn rồi. Rồi, nay quay cho anh em xem tham khảo nha. Chim non mà tầm 10 ngày thì anh em nhìn thấy mặt mày tướng tá vậy là quá ok rồi. Thì nói chung là anh em nào mà tin tưởng bên trại mình á, thì chơi, còn không tin tưởng thì xem vui vẫn được nha, chứ mình cũng không có ép ai hết. Còn hôm nay mình giới thiệu cho anh em á, thì mình cũng quay sơ sơ, cũng nói về sơ sơ về chim cô gái Malaysia luôn. Thì anh em mới chơi á, thì nói chung lại trên mạng giờ cũng bán nhiều lắm anh em. Thì tùm lum người bán hết, người bán giá này, người bán giá khác. Nhưng mà anh em muốn dòng chim chuẩn là anh em phải tìm những người nào đó họ chơi chim cô gái Malai, nhưng mà họ đi đánh nha. Họ là một người đi đánh cu, họ trải nghiệm qua con cha con mẹ, họ biết như thế nào là con chim hay, biết như thế nào là con chim khôn nha anh em, họ mới cản. Còn nhiều anh em khác bán, nhiều khi là nhiều người chưa biết giọng con cu nữa cũng lên bán cu Malaysia rồi nữa nha. Nay quay cho anh em xem một cặp. Cặp này hơn 10 ngày rồi. Một cặp này là con trống nó đá con mái, rồi hai con đá lộn tùm lum tè le, nên mình bắt con trống ra rồi. Còn ở trong AV này hiện tại chỉ có một con mái đang nuôi con thôi. Đây, quay con mái cho anh em xem nè. Con này là con mái nha anh em. Tướng tá rất là bự con. Một cặp này là con của con thổ đồng. Thổ đồng mình cũng có quay clip rồi, thế hồi mình chèn cái clip con bố lại cho anh em xem nha. Đây, con này là con mái. Còn trống nữa, chút nữa mình gắn clip vô cho anh em xem luôn nha. Đây, anh em xem con chim cha nó chơi đây. Chim cha nó là chim này, đây mình cũng có lên clip rồi, nhiều anh em theo dõi thì anh em sẽ biết nha. Hôm bữa thì mình cũng nói chim nập đó, mình cho nó nghỉ dưỡng thời gian đó, rồi mình cho nó vào sinh sản lại. Nay được một cặp chim non nha anh em. Dòng này là dòng siêu gù, mồi này gù rất là tốt. Mình cũng có trải nghiệm, mình cũng có đi đánh rồi. Anh em nào không tin tưởng thì kết bạn Zalo với mình sẽ gửi clip con chim cha nó đi đánh ở ngoài rừng cho anh em xem nha. Bạn chim mẹ nó luôn nha anh em. Con chim mẹ nó cũng bạn chim dòng mồi luôn. Một cặp này á, mình xem mình kiểm tra nó không có tật lỗi gì rồi. Nếu như anh em nào tin tưởng á, thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Còn anh em nào không tin tưởng thì xem vui vẫn được. Tại vì giờ cu cò này cũng buôn bán tùm lum hết rồi anh em ơi. Quay nghe cho anh em xem. Nếu anh em muốn coi con chim bố nó thì anh em vô cái trang của mình coi lại cái video này nha. Cái video này á, là mình con chim ở ngoài nọc này là con chim bố nó đó. Thì anh em thấy cái nước rù của nó anh em biết rồi đó. Không cần phải bàn nha. Bài lối thì ok. Thì một cặp này nó tầm 10 ngày rồi, nó tầm khoảng một tuần nữa là nó biết ăn. Nó biết ăn. Nếu như anh em nào mà quan tâm tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình nha. Cặp này mình giao lưu với anh em là giá 2,5 triệu. 2,5 triệu là mình bảo hành cho anh em là chống mái, bảo hành chuẩn Malai, bảo hành bài lối cho anh em nha. Nếu như ra hai mái là mình tặng anh em một cặp khác. Còn nếu như khi lớn lên mà không có bài bản, không có, nói chung là không có bài bản mà gù cũng không tốt, anh em không vừa lòng thì anh em alo mình sẽ giao lưu lại cho anh em con khác nha. Không sao hết. Đây, mình cũng có giao lưu với anh em nhiều rồi.
mình cũng có trao đổi cho anh em mà những con chim không vừa ý rồi. Đây, ngoài con chim này là con chim mái. Đây, bài lên. Anh em nhìn chim mái tướng tá rất là ok nha. Cườm quy nó trước nói chung mà con này mình cũng có đi đánh nó rồi, mái dòng mồi. Ngoài cho anh em xem hôm bữa giờ chim non bên mình ra cũng nhiều quá. Anh em nào không thích dòng này thì cứ điện thoại cho mình nha. Mình sẽ còn những dòng khác nữa. Mình cung cấp chim non tới chim tập sự luôn nha anh em. Chim mấy tháng cũng có, kể cả chim mái luôn nha. Quay review cho anh em xem. Con này là con mái. Con mái này bài lói rất là ok nha anh em, kèm muốn mắc me luôn. Mà lý do bắt con mái này ra tại vì nó với con trống đá lộn quá nên mình bắt con mái con trống ra. Mình bắt con trống ra nên để con mái cho nó nuôi con nó tầm khoảng khi nào mà con nó biết ăn rồi mình tách con nó ra mình mới để con chim trống vô được nó nha anh em. Nếu như không tách thì để lâu quá thì nó đá lộn á, nó nuôi con không hiệu quả nha anh em. Quay từng chi tiết chim non chim mẹ nữa anh em. Nếu như anh em nào không tin tưởng anh em kết bạn với mình sẽ gửi clip từng chi tiết cho anh em xem rõ hơn nha. Rồi anh em nào cần chim non tới tập sự thì alo số điện thoại trên màn hình cho mình. Mình cũng cảm ơn tất cả anh em nha. Anh em nhớ xem và like và đăng ký ủng hộ kênh Vi Cô Gái nha. Rồi mình xin chào tạm biệt quý anh em nha. Hẹn anh em ở một cái clip sau nha anh em.